khó về gôn này, khó về gôn. Quay vào đây này, chỗ đó. Sơ rửa để vàng thôi, không đỏ được. Một thẻ trước rồi, một thẻ trước rồi. Đức à? Đức. Ok. Đâu, nhớ thay đi, thay đi. Nó không kiểm soát được đâu. Thay trẻ không, trẻ mới 12 năm ra bao lần nhỉ? Mấy lần giờ thế bị thế rồi. Thay trẻ. Nó không kiểm soát được đâu. Trẻ chắc luôn. Đéo gây áp lực cơ chứ. Quả đúng luật là thì thấy nào? Quả không gây áp lực, nhưng áp lực trẻ chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Ok, anh xin đi lại. Gặp anh Tuấn gặp mình rồi đấy thì gào một chết. Vâng, như vậy là thẻ ra rồi, đang chưa bàn thắng nào đúng không? Còn gì nữa? Hiệp thi đấu thứ nhất giữa hai đội tuyển FC An Thông và FC Tổ Hợp Phú Thúc 1. À, tỷ số trên sân lúc này đang là tổ ngoài thật đấy. Này nó ấy, con này nó hiền đấy. Anh ở đây em đứng. Ờ em ơi, Đức Thịnh hiền đấy. Đánh bạc cầm vào ở đấy mà không nhảy số vào thẻ. Đánh bạc cầm lóng tai này là hỏng đấy. Là cú ngáp rồi đấy. Không phải là tầm, nó đang tầm đang đen lắm rồi. Là quả tài đấy nhá, chỉ cần nhảy vào, hai ông nhảy vào quả không thẻ này chắc chắn phải rút thẻ rồi. Tại vì đã dơ thẻ rồi. Rút thẻ rồi mẹ mà bóng như đi chơi. Ghi bàn chút đâu phải cú mà. Không ghi bàn. Đợi cơ hội môn lên rồi chém phát ngang rồi. Được đấy, béo ạ. Đức Thịnh chơi được đấy.